Cuối tuần không chỉ là thời gian để chúng ta nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi, mà đó còn là dịp để những tín đồ của các bộ môn thể thao đắm chìm trong vô vàn cảm xúc khác nhau. Nếu như ở chiều tối ngày hôm qua, người hâm mộ của bộ môn thể thao điện tử Liên minh Huyền thoại đã có thể hòa cùng chức vô địch của Faker, người được mệnh danh là Quỷ Vương Bất Tử, hay gọi ngắn gọn là GO của tựa game Liên minh Huyền thoại, thì đến rạng sáng đến lượt các cổ động viên của làng Túc Cầu Giáo có cơ hội chứng kiến một huyền thoại sống ở bóng đá đương đại ra sân và tiếp tục tạo nên những màn trình diễn rực rỡ ở độ tuổi 38. Phải, đó chính là Cristiano Ronaldo, và trận đấu mà chúng ta sẽ nói đến ngày hôm nay là màn so tài giữa Bồ Đào Nha và Iceland. Về mặt lý thuyết, đây chỉ là một cuộc đấu mang tính thủ tục với cục diện của bảng G vòng loại Euro 2024 gần như đã an bài, và chủ nhân của hai tấm vé đến với nước Đức vào mùa hè năm sau lần lượt là Bồ Đào Nha và Slovakia. Dù vậy, ở một góc độ nào đó thì những người yêu mến Selecao châu Âu vẫn có cơ sở để mong chờ rằng huấn luyện viên Roberto Martinez sẽ lại mang đến bất ngờ gì về cả mặt bố trí đội hình lẫn thử nghiệm các đấu pháp tấn công. Còn nhớ trong trận đấu với Liechtenstein cách đây vài ngày, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã xuất phát với một sơ đồ siêu tấn công với hàng loạt những gương mặt đình đám. Còn với những ai vốn luôn ngưỡng mộ tài năng của siêu sao Cristiano Ronaldo thì họ đang mong đợi rằng thần tượng của mình sẽ trình diễn ra sao, hay ghi bao nhiêu bàn thắng trong trận đấu này. Đặc biệt hơn cả, 4 bàn thắng trong trận đấu với Azerbaijan của Romelu Lukaku đã giúp anh vươn lên độc chiếm vị trí thứ nhất trong cuộc đua tìm tới chân sút có nhiều bàn thắng nhất tại vòng loại Euro 2024. Đồng nghĩa rằng trong cuộc đấu sắp tới, Ronaldo phải có được ít nhất 4 pha lập công mới có thể cân bằng được thành tích của Romelu Lukaku. Ngoài ra, anh còn đang hướng đến một cột mốc lớn hơn, cụ thể trong 50 lần ra sân trên mọi đấu trường ở năm 2023. Cỗ máy săn bạn người Bồ Đào Nha đã có cho mình đến 46 bàn thắng và 12 pha kiến tạo. Cuối cùng, với những cổ viên trung lập thì trận cầu giữa Bồ Đào Nha và Iceland sẽ là một nơi lý tưởng để tìm kiếm một bữa tiệc bàn thắng. Thành thật mà nói, đợt FIFA Day tháng 11 nói chung hay những lượt trận cuối cùng của vòng bảng Euro 2024 nói riêng đang diễn ra hết sức sôi động. Chẳng hạn như trận cầu giữa Ý và Bắc Macedonia, Pháp với Gibraltar, hay mới đây là Bỉ và Azerbaijan. Trở lại với trận đấu, Bồ Đào Nha ngay lập tức thị uy sức mạnh của mình ngay khi tiếng còi khai cuộc vừa vang lên. Mỗi khi có bóng, có ít nhất 7 hay 8 chiếc bóng áo đỏ đã tràn sang phần sân của đội tuyển Iceland nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Ngay từ phút đầu tiên, cái tên được kỳ vọng nhất Cristiano Ronaldo đã có cơ hội mở tỷ số. Nhận một quả cho bóng vừa tầm từ đồng đội, cầu thủ mang áo số 7 đã chiếm được một khoảng không thuận lợi để tung ra cú đánh đầu. Tuy nhiên, đáng tiếc là Ronaldo đã chưa thể có nhịp chạm bóng cảm giác nhất, và dẫu có khiến mảnh lưới của Iceland rung lên thì có lẽ đó là tình huống mà anh đã rơi vào thế việt vị. Trong 10 phút đầu tiên của hiệp 1, Bồ Đào Nha vẫn là đội vượt trội hơn về quyền kiểm soát, nhưng những đợt triển khai tấn công từ hai cánh của đại diện đến từ bán đảo Iberia vẫn chưa thể xuyên thủng được mạng lưới phòng ngự dày đặc của đội khách. Cơ hội rõ nét nhất có thể kể đến chắc có lẽ chỉ là quả tạt đưa bóng chạm vào cột dọc khung thành thủ môn Hakon Vidimarsson. Nhưng khi thời gian càng trôi qua, Bồ Đào Nha lại càng đẩy cao đội hình, từ đó những sóng gió được tạo ra từ đôi chân của các thủ áo đỏ xanh cũng ngày một nhiều hơn. Còn với Iceland, nhập cuộc với tư cách của một đội chiếu dưới, họ chỉ đơn giản là cố gắng pressing và rình rập cơ hội để tạo ra những pha phản công chớp nhoáng. Điển hình là cú dứt điểm từ xa của Sigurdsson, thứ đã ít nhiều khiến người hâm mộ của đội chủ nhà thót tim. Phút 20 vẫn là tình huống chọn vị trí rất hay đến từ Ronaldo. Có thể nói kinh nghiệm thi đấu lâu năm và độ tinh quái vốn có của mình, trung phong sinh năm 1985 đã khiến các hậu vệ của Iceland đã gặp không ít khó khăn trong việc theo kèm. Thế nhưng cú đánh đầu của anh lại đi ngay vào vị trí của thủ thành Vidimarsson. Gần 5 phút sau, các cổ động viên của Selecao châu Âu một lần nữa đã phải nhồm người dậy chuẩn bị ăn mừng sau khi chứng kiến pha lao và đánh đầu cực mạnh ở khoảng cách 5m50 trước khung gỗ của Iceland. Tuy nhiên, pha bóng kết thúc bằng cái ôm đầu tiếc nuối của nhiều người, trong khi bàn thắng thì vẫn chưa thấy đâu. Có vẻ như việc cái tên Ronaldo được vang lên trên các khán phòng bình luận đang xuất hiện như một chu kỳ sau mỗi 10 phút. Lần này, miếng đáy phối hợp đập nhả biên rồi treo bóng vào cái đầu của Ronaldo vẫn được sử dụng. Mặc dù là người có cú bất nhảy cao hơn tất cả, nhưng một hậu vệ của Iceland đã kịp xuất hiện để phá bóng trước khi bóng đến được vị trí của CR7. Cuối cùng, bàn thắng mở tỷ số đã đến ở phút 37, nhưng không phải là Ronaldo mà Bruno Fernandes mới là người điền tên mình lên bảng điểm số. Từ cái giật gót điệu nghệ của Bernardo Silva, tiền vệ mang áo số 8 tung ra cú sút sai hiểm hóc từ rìa vòng cấm, không cho người gác đền của Iceland bất kỳ một cơ hội nào để cản phá. Theo thống kê, trong 15 trận đấu gần nhất ra sân cho Bồ Đào Nha, tiền vệ đội trưởng của Man United đã đóng góp đến 10 bàn thắng và 10 pha kiến tạo. Qua đó cho thấy rằng, bất chấp những khó khăn đang gặp phải cùng lửa đỏ thành Manchester, Bruno vẫn đang mang đến một hình ảnh rất khác trong những ngày thực hiện nghĩa vụ quốc gia.
Trước khi hiệp 1 khép lại, vẫn là cái tên quen thuộc trong trận đấu ngày hôm nay, Cristiano Ronaldo, ở một khoảng cách gần 30m, anh nhận thấy khoảng trống mở ra trước mắt mình rồi lập tức vung chân với kỳ vọng rằng siêu phẩm rocket vào lưới Porto hồi năm 2009 sẽ được tái hiện, nhưng đáng tiếc, bóng đã ăn hơi nhiều ra má ngoài. Do đó, dù yếu tố bất ngờ là có nhưng độ chuẩn xác trong cú dứt điểm lại không cao. Những con số thống kê cho thấy rằng Bồ Đào Nha đã làm chủ trận đấu tốt như thế nào. 79% thời lượng kiểm soát bóng, 15 cú dứt điểm, trong đó có 10 cú sút được thực hiện trong vòng cấm. 6 lần đưa bóng đi trúng đích là minh chứng rõ nét nhất về lối chơi đã được cải tiến của nhà vô địch Euro 2016 dưới triều đại của tân huấn luyện viên Roberto Martinez. Nên nhớ thời điểm Liên đoàn bóng đá nước này công bố Martinez sẽ đảm nhận vai trò thuyền trưởng đã có nhiều dấu hỏi, thậm chí là ý kiến trái chiều nổ ra. Bởi một số người không tin rằng một huấn luyện viên thất bại trong nhiệm vụ đưa thế hệ hoàng kim của tuyển Bỉ đến thành công lại có thể mang vinh quang về cho người bổ. Bước sang hiệp 2, nhưng kịch bản của trận đấu thì vẫn được giữ nguyên. Vẫn là những đợt tổ chức tấn công của Bồ Đào Nha hướng đến cái đầu của chàng thủ quân của mình. Chẳng hạn như tình huống ở phút 50, Ronaldo đã hoàn toàn đánh bại hậu vệ đang theo kè mình ở một cuộc không chiến để nhận lấy quả tạt của João Mário. Nhưng anh vẫn chưa thể đánh bại được thủ thành Van de Maassen. Tất nhiên với lực lượng đang có trong tay Roberto Martinez, không chỉ có một hay hai nhân tố có thể mang đến sự khác biệt, chẳng hề kém cạnh những người đồng đội. Trước khi rời sân thì Bernardo Silva cũng biết cách để tạo ra dấu ấn. Tiền vệ đang thuộc biên chế của Man City đã có một pha đột phá trong vòng vây của 3-4 chiếc áo trắng rồi tung ra một cú cớ lỏng để mắt. Dù vậy, bóng đã chạm vào chân của một hậu vệ Iceland và đi chạy cột dọc trong gang tấc. Chỉ vừa xuất hiện trên sân được vài phút, cầu thủ vào sân thay người Ricardo Horta đã cho thấy cái duyên ghi bàn của mình. Từ cú dứt điểm chếch về phía bên cánh trái của João Felix, thủ thành của Iceland đã mắc sai lầm khi để quả bóng đẩy ra. Có đến hai cái bóng áo đỏ đã có mặt để chuyển hóa cơ hội đó thành bàn thắng. Nhưng trong khi Van de Maassen đã nỗ lực để che chắn ngăn cản được tình huống lao vào của Ronaldo, thì phần việc còn lại của Horta là tương đối dễ dàng, đó là đệ bóng vào lưới trống để nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Ở 15 phút cuối trận, mặc dù đã chủ động kéo giãn nhịp độ ở trận đấu, nhưng đội chủ nhà vẫn duy trì được cường độ uy hiếp khung thành của đối phương. Đến phút 89, Ronaldo lại có cơ hội đối mặt với thủ môn đội bạn. Từ tiếng còi bắt lỗi việt vị sau đó cũng đã vang lên, nhưng công bằng mà nói, cú sút từ chân tiền đạo đang khoác áo Anas là không tốt một chút nào. Trong pha bóng này, chúng ta phần nào có thể cảm nhận được gánh nặng tuổi tác đã đè nặng lên đôi chân của cầu thủ từng 5 lần đoạt danh hiệu Ballon d'Or. Ở những phút cuối cùng của trận đấu như thế này, Ronaldo đã cho thấy sự hụt hơi ở cả khoản chạy đà lẫn dứt điểm. Trong những phút bù giờ, Iceland cuối cùng đã lên tiếng đáp trả. Tận dụng được sai lầm của hàng phòng ngự Bồ Đào Nha, đội khách đã tạo ra liên tiếp hai tình huống sóng gió trước khung gỗ của Diego Costa. Nếu ở pha dứt điểm đầu tiên, thủ thành mang áo số 22 đã thi đấu tập trung, thì đến cú nã đại bác đến ngay sau đó, thật sự là chỉ có thần may mắn mới có thể cứu thua cho các thủ áo đỏ. Bóng đã khẽ chạm vào đầu của Rafael Guerrero trước khi tìm đến cột dọc khung thành của họ. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Như vậy là chuỗi 10 trận toàn thắng, ghi được tổng cộng 36 bàn thắng và có đến 9 lần giữ sạch lưới. Bồ Đào Nha đã kết thúc hành trình vòng loại Euro 2024 của mình một cách đầy hứa hẹn. Giờ đây, mục tiêu kế tiếp của huấn luyện viên Roberto Martinez và các học trò sẽ là ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục sẽ diễn ra tại Đức vào năm sau và nghiễm nhiên có nhiều cơ sở để tin rằng họ sẽ là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Còn với riêng Cristiano Ronaldo, dù tỏ ra kém duyên trong trận đấu vừa rồi, nhưng công bằng mà nói thì 10 bàn thắng sau 9 lần ra sân vốn đã là một con số mà nhiều tiền đạo thèm khát. Quan trọng hơn, việc đã bước sang độ tuổi 38 hay không còn sải bước tại mặt cỏ châu Âu cũng không ngăn cản được việc anh vẫn sắm vai đầu tàu gánh vác kỳ vọng của Seleção châu Âu tại sân chơi châu lục trong suốt hơn 15 năm qua.